Sáng ngày 14 tháng 10, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và viên chức, luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương. Đại diện Bộ Nội vụ đã trả lời các vướng mắc khi thực hiện luật cán bộ công chức và viên chức như quy định về trường hợp mới tuyển dụng kết thúc trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 mà vẫn có thời gian tập sự sau thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2020 có được ký hợp đồng không xác định thời hạn, điều khoản chuyển tiếp đó là trong quá trình sắp xếp lại các sở phòng. Về vấn đề thừa cấp phó với những đơn vị không sắp xếp lại, đại diện bộ này cho biết thừa cấp phó vốn đã sai luật, cho nên không có nghị định nào hướng dẫn cái sai, các địa phương phải chủ động sắp xếp tuân thủ luật.